Chào mừng mọi người đến với Chuu Art Channel. Mình là Chuu và rất vui được gặp mọi người tại video này. Mình sẽ hướng dẫn mọi người làm thiệp bằng những vật dụng đơn giản và dễ kiếm. Đầu tiên là phải có giấy, kéo, bút chì, bút màu và cuối cùng là keo. Bạn lấy một tờ giấy trắng, vẽ 3 hình trái tim to nhỏ khác nhau và sau đó chúng ta sẽ cùng tô viền. Giờ thì mình lấy kéo để cắt 3 hình trái tim ra nhé. Đây là tấm thiệp mà chúng ta sẽ viết những lời chúc. Để tấm thiệp trở nên xinh đẹp hơn thì chúng ta phải trang trí đã nhé. Lấy một tờ giấy mềm và làm loang phần trí ra bên ngoài, sẽ có được một hình trái tim như thế này. Và các bạn làm tương tự đối với các hình trái tim tiếp theo. Mình lấy một băng keo dính để làm phần viền cho tấm thiệp. Và bây giờ bạn đã có thể viết những lời chúc theo cách của riêng mình. Hãy viết những lời chúc thật đẹp và ý nghĩa để gửi tới mẹ bạn nhé. Và giờ mình sẽ trang trí bằng những hình trái tim 3D. Phần này sẽ là phần quan trọng nhất để giúp cho bức thiệp trở nên đẹp và bắt mắt hơn đấy. Làm trái tim thì mình phải cắt một hình vuông. Vì là cần 3 hình trái tim nên là các bạn cắt 3 tờ giấy vuông nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải vẽ viền và cắt theo nó. Sau đó mở ra và chúng ta đã có được một hình trái tim rồi. Và các bạn làm tương tự đối với các hình tiếp theo. Nếu chỉ để hình trái tim như thế này thì nhìn sẽ đơn giản lắm, nên là hãy tô màu cho nó và bạn có thể chọn những màu sắc tùy thích. Nếu bạn muốn tặng thiệp và một bức tranh ý nghĩa cho mẹ bạn thì bạn có thể xem video hướng dẫn cách vẽ tranh về mẹ của mình. Mình đã để link ở dưới phần mô tả và hãy lướt xuống và bấm xem nó nhé. Đến công đoạn dán keo thì hãy dán theo đúng cách mà mình hướng dẫn. Ở đây thì mình sử dụng keo sữa, hoặc bạn có thể dùng hồ dán hoặc là keo dán khô cũng được nhé. Đối với phần bìa thì mình sẽ viết chữ và trang trí bằng những hình trái tim. Nếu có một cành hoa khô thì bạn có thể đính nó lên thiệp nhé. Vì cành hoa khô sẽ khiến cho tấm thiệp của bạn trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Vậy là bằng những vật dụng đơn giản và dễ kiếm, bạn đã có thể tạo ra một tấm thiệp để tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam rồi. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công, và nếu có gì không hiểu, hãy bình luận ở dưới video. Và mọi người đừng quên like và nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho Chuu Art Channel nha. Hẹn gặp lại ở video sau nhé!